Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Sóc. Bây giờ chúng ta đi vào cái dạng tạo cái quy của nó này. Chúng ta sẽ tự chỉnh từ từ. Chúng ta muốn tạo dạng recipe thì chúng ta vẫn dùng cái nút volume như thế này. Thì các bạn có thể cắt sâu xuống. Cắt sâu tới chừng nào mà cảm thấy các bạn mà cái tiếng mic nó không bị mỏng quá được. Tiếp theo mình tới có nhảy 134 này. Thì cái giọng của chúng ta thì thường thường nó sẽ nằm từ 100 hẹn cho đến tầm khoảng 16 kg. Thì cái ngay tại cái điểm này thì cái tiếng bass của nó hơi nhiều. Các bạn cũng phải cắt từ từ. Cắt tới khi nào các bạn nghe vừa tai là được. Tiếp theo là giờ tầm 400 này. Nó vẫn nằm ở cái tại cái giải mid low. Giải mid low có nghĩa thì tính vì các bạn là giải trung hoặc là thấp. Thì tùy theo cái giọng của mỗi người, cứ cắt tới giải 1 kg. Thường thường thì 1 kg với lại 2,5 kg là nó sẽ có tiếng tập nhiều hơn. Còn nếu các bạn mà muốn tiếng mình nó không quá tập thì nó hơi mềm mềm một tí thì các bạn có thể giảm lại một tí, khoảng 1-2 dB gì thôi. Tại vì nếu các bạn mà không có hơi, các bạn giảm đi cái giải này quá thì cái tiếng mình nó không có thật, nó cứ bị lu mờ. Ở trên con đây này nó có chức năng chấm bốn sẵn cho mình rồi. Ở đây nó có tín hiệu FPS này. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh của Sóc mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay nhất và có anh mua hàng thì giới thiệu Sóc mình với.